Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết về vấn đề sức khỏe. Làm thế nào để cho cơ thể mình có sức đề kháng tốt nhất? Thì như tôi đã nói lần trước, tại sao mà người châu Âu, châu Mỹ khi vào dịch bệnh, bất cứ dịch bệnh gì thì họ chết nhiều hơn. Thực tế tôi đã đọc được, tôi biết được cái đề kháng của cơ thể của những người ở vùng bên đó bằng cái điều gì vậy. Thực tế tôi dựa vào ăn uống. Thì ăn uống thì lại sao lại gây ra cái sức đề kháng kém? Các bạn, như các bạn đã biết là nền y học của các nước châu Âu, Tây Âu, Mỹ thì phát triển hơn tất cả các cái nước Đông Nam Á chúng ta. Sự chênh lệch này rất lớn. Đấy. Nhưng tại sao sức đề kháng họ kém? Thực tế không phải là y khoa họ tốt hơn là sức đề kháng họ tốt hơn, mà chính thực tế ngay từ bé các bạn nhìn vào những đứa con của các bạn. Lúc bé mà chúng bị con ruồi vàng hay con muỗi hay là bọ chó đốt, luôn luôn bị sưng. Đấy, sưng to rất nhiều và có thể mẩn ngứa nổi cục lớn. Nhưng đến khi chúng lớn dần lên thì không có hiện tượng đó nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký và nhấp vào hình quả chuông phía bên dưới để nhận thêm những kiến thức giá trị về sức khỏe và cuộc sống nhé. Đó. Thì ở đây là gì ạ? Những đứa trẻ hoặc những cái nơi mà người ta có điều kiện tốt thì người ta phun các loại thuốc diệt, rồi không có các cái con đó, các cái con mà côn trùng đó, côn trùng chuyên đốt mà hút máu. Thì những đứa trẻ đó lớn lên có thể là chúng được bao bọc rất kỹ và chúng không có điều kiện may mắn, tôi phải dùng từ này các bạn nhé, không có điều kiện, không may mắn được gặp những con côn trùng đó, nên chẳng bao giờ bị đốt. Do vậy chúng chẳng bao giờ có kháng thể của các loài đó, của các loại, chính xác là phải là của nọc độc, của nọc độc các loài côn trùng đó. Do vậy khi gặp những cái độc tố mạnh hơn các con côn trùng đó, dù cùng chủng loại độc độc đó, thì chúng bị gục ngã do chưa được tạo ra cái kháng thể trong cơ thể chúng. Vì vậy trẻ con nhà bạn khi bị côn trùng đốt, đừng để đốt nhiều quá, nhưng có đốt là có lợi các bạn nha, có đốt là có lợi. Còn các bạn vội vàng rồi thấy nó sưng mình mẩy lên, các bạn đã ầm ĩ lên, đấy là sai lầm. Nên là trẻ con, vì sao trẻ con miền núi mà gặp những con côn trùng đốt đó, bắt đầu đứa nào chả bị ngứa, rồi nó mẩy mủ ra, chai cứng lên. Thế nhưng sau này lớn lên chẳng con nào đốt chúng sưng cả. Trong khi đó người ở các cái nơi mà chúng ta có điều kiện lau chùi sạch sẽ suốt ngày, con ruồi con muỗi bay vào là bị bắt ngay, thì đứa trẻ đó lớn lên hầu như rất dễ bị bệnh tật. Đây là một điều mà tôi đã biết được ở thành phố, ở nước Đông Nam Á hay là ở châu Âu càng dính được vấn đề này. Họ có những cái thuốc phun diệt đó, phun diệt sạch sẽ, không có côn trùng nào có thể sống được. Và điều này chính họ đang diệt họ.
mà không biết. Họ đang diệt cái sức đề kháng của họ mà không biết. Nên vì thế các bạn đừng cho rằng các cái nền y học của thế giới càng phát triển thì có những cái điều chưa chắc đã là thuận lợi, chưa chắc đã là tốt. Đó, nên là cái độ pH của cơ thể người nhá, bao nhiêu là chuẩn, thì hôm nay tôi cũng nói cho các bạn biết. Thực ra các nhà khoa học, đặc biệt là phải được tổ chức y tế của Mỹ công nhận, đó là sau khi người ta kiểm chứng, người ta xét nghiệm, người ta thấy độ pH trung bình quân của những người bình thường có độ pH trong cơ thể là 7,365. Đó, và buộc y học thế giới phải nghe theo. Có thể các nhà, từ nhà dinh dưỡng cho đến mọi người đều nghe theo. Tôi cũng chăm sóc sức khỏe nhưng tôi không nghe theo. Bởi vì sao vậy? Thực tế khi dùng lá quỳ test vào nước bọt của người ăn chay trường, đó, người ta có độ pH là lên đến 8. Các bạn nhé, độ pH lên, nước bọt lên 8. Thế tại sao các nhà khoa học Mỹ là người ta kết luận là 7,365 mới là chuẩn? Thực tế là họ đang xét nghiệm đấy, vào cơ thể của những người bên khu vực châu Âu. Mà các bạn biết đó, cơ thể của những người châu Âu có bao nhiêu người ăn chay trường? Có, hiếm lắm đúng không? Và cái bằng chứng này họ lấy từ lâu rồi. Đó, trong khi đó tôi tự hỏi, cơ thể của những nhà sư ăn chay trường có cơ thể khỏe mạnh thì các bạn biết là họ rất là cái đề kháng của họ rất là tốt, sức đề kháng của họ rất tốt. Họ ngồi phơi nắng, phơi sương, phơi gió, côn trùng đốt, nó chẳng hề hiếm gì. Rồi điều đặc biệt các bạn dễ nhận ra là gì ạ? Đứng cạnh mấy ông Tây, mồ hôi và cái mùa nắng này nó đổ ra thì hôi rình. Các bạn ngồi với nhà sư, ngồi những người ăn chay trường, cơ thể họ nào? Già rồi vẫn thơm. Đó, đây là một cái điều mà người bình thường có thể nhận ra. Các bạn không phải cần sử dụng những cái máy móc thiết bị. Các bạn đã nhận ra là gì ạ? Cái độ pH đó, của những người ăn chay trường cao hơn, độ kiềm, tính kiềm cao hơn. Thì có nhiều người, nhà khoa học chắc cũng nửa vời thôi, mà kiềm cao nguy hiểm. Các bạn nhầm. Cơ thể chúng ta nó đã hình thành cơ chế cái gì thừa nó đào thải. Nên độ pH khi nó đạt đến ngưỡng của giống người ăn chay nó khoảng 8, thì lúc đó các bạn có uống kiềm vào nó cũng đào thải hết. Nó đào thải qua đường nước tiểu, qua đường phân, nó không hấp thụ nữa. Đó là một cơ chế. Thế nên những cái điều mà chúng ta phải chừa thừa nhận và thực tế, chứ các cái bằng chứng về khoa học có những cái đúng nhưng chưa chắc đã đúng hết. Rất nhiều cái đúng nhưng chưa chắc đã đúng hết. Nên điều này các bạn phải hiểu và đừng có dập khuôn, mà phải ngộ từ những cái quyển sách các bạn đọc. Quyển sách có nhiều bạn đang hỏi quyển sách là tôi đọc quyển sách gì, các bạn chép vào, tôi đang để sẵn để các bạn chép vào. Khi nói về sức khỏe là tôi hay để những quyển sức khỏe ở đây để các bạn biết, các bạn đọc thì các bạn lại có kiến thức như tôi, bởi vì các bạn hỏi tôi nhiều quá ở trên YouTube thì không thể trả lời hết được. Nên nhiều bạn có muốn có kiến thức sâu như tôi thì các bạn đọc những quyển sách như tôi. Thì những quyển sách này tôi đọc, nhưng mà tôi đọc xong tôi vẫn logic. Tại sao ung thư ung thư tiểu đường, các bệnh nan y nó đều liên quan đến ăn uống.
nó phải đạt được 85, 90, 97%. Những bệnh như vậy là do từ ăn uống, từ cái miệng mình hết. Đó, ngay kể cả ăn những cái độc tố là do miệng mình ăn, chứ không phải là ai bắt ăn. Chẳng qua có thể mình không biết, thì làm sao muốn biết nữa, là đại học cảm xạ chẳng hạn. Có những cái máy móc không đo được, nhưng bạn cảm nhận được bức xạ của nó. Làm thế nào đạt được điều đó? Hôm nào tôi lại nói về cảm xạ. Làm thế nào mà biết trước được mọi vấn đề là hôm nay tôi mua mưa rau đầy sâu, đầy thuốc sâu, đầy độc tố không ăn nữa. Cầm về trên tay đã biết. Đấy là cảm giác. Thì hôm nào tôi lại có thể chia sẻ cho các bạn biết điều này. Nhưng mỗi lần tôi chia sẻ vấn đề gì thì tôi sẽ đặt trong sách đây, tôi giới thiệu cho các bạn nên đọc. Bởi vì một mình tôi mà nói về kiến thức của tôi cho các bạn biết thì các bạn không thể xuể được, không thể ôm hết được. Mà tôi cũng không thể có thời gian để nói được các bạn, cho các bạn biết. Vì vậy hôm nay tôi tóm tắt lại các bạn như này. Độ pH chuẩn cứ giống là xưa. Độ pH khoảng gần 8 là độ pH chuẩn. Thì độ pH nó liên quan gì đến sức đề kháng? Các bạn hiểu, sức đề kháng của chúng ta giống như người lính. Ở môi trường độ pH chuẩn nghĩa là cái độ khí hậu thời tiết môi trường xung quanh thuận tiện thì người lính rất khỏe. Giống như người ta đứng trên bờ, người ta cầm khẩu AK. Nếu người ta gặp một đàn cá mập, cá sấu, người ta cầm khẩu AK trên bờ thì người ta bắn hết. Một người lính thôi bắn được hàng vạn con, có đúng không ạ? Nhưng ở môi trường nước và người lính đó nhảy xuống nước, tôi sợ cá rô đồng nó rỉa cũng chết. Đó, thì ở đây liên quan gì ạ? Môi trường thuận lợi cho những ai, những thành phần nào thuộc môi trường nó thuận lợi thì nó phát triển tốt hơn. Môi trường axit độc tố là môi trường thuận lợi cho các bệnh nan y thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Mà càng nhiều cái độ pH nó càng thuận lợi, nghĩa là môi trường càng thuận lợi thì nó phát triển càng tốt. Còn cái môi trường thuận lợi cho tế bào khỏe của chúng ta là độ pH là bao nhiêu? Nó phải giống các nhà sư, là cơ thể rất sạch thì tế bào chúng ta khỏe hơn. Thì tất cả từ hệ bạch huyết, nghĩa là cái sức đề kháng của chúng ta cũng tốt hơn. Do vậy có nhiều người hỏi thế độ pH bao nhiêu là chuẩn. Tôi nói thì luôn là độ pH của chúng ta cứ như nhà sư là chuẩn. Nhà sư ăn chay trường chuẩn này, họ ăn chay trường chuẩn là độ pH chuẩn. Và độ pH đấy tôi được kiểm chứng là được mọi người chia sẻ lại chính là độ pH gần 8. Nó khoảng 8, hầu như chỉ đến 8 là đẹp. Có những người chia sẻ tôi là độ pH của họ vượt trên 8 mà nước bọt cứ ngầm ngọt. Đó, cơ thể rất khỏe, sảng khoái, da dẻ hồng hào. Nhưng tôi thì chưa bám được cái đó bởi vì cái tỷ lệ đó ít lắm. Thì tôi cứ lấy độ pH của nhà sư, nước bọt nhà sư và những người học, những người ăn chay trường có cơ thể khỏe mạnh nhé, kèm theo có cơ thể khỏe mạnh thì độ pH là khoảng 8. Đó. Và điều này là điều các bạn cần nắm được. Còn để đạt được cơ thể có độ pH là 8 chuẩn như vậy, các bạn ít nhất sơ bộ là các bạn hiểu ăn uống giống nhà sư đi. Đó. Còn có nhiều người là nhà sư ăn uống chuẩn, bảo tôi ăn chay lâu rồi vẫn bị bệnh. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn vào video tiếp theo để các bạn nắm được là làm sao mà cơ thể tôi ăn chay rồi vẫn bệnh, vẫn có độ pH rất thấp, cơ thể đầy axit. Vâng, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết để các bạn có một cơ thể khỏe mạnh. Xin cảm ơn.